Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lưng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đêm mai có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lời, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, về cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đêm mai có nhau trong đời. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi. Bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa, hãy nắm tay nhau bạn ơi, bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Bây giờ thế này, xin nói với cả các con các cháu như thế này, các con các cháu hãy lưu ý một điều như thế này. Một nhóm người
mình. Và anh hướng dẫn thì anh đã có một cái gia đình và anh đã là trưởng thành và anh đã trở thành một người họa sĩ tài hoa. Và anh Vinh từ cái máy ảnh rất đơn thuần đó thì anh cũng đã trở thành nhà nhiếp ảnh gia rồi. Thế cho nên quả thân khúc sĩ quả thân đó là một điều hạnh phúc vô cùng. Và con sẽ là trong cuộc đời cũng hiếm ai mà có một cái điều hạnh phúc đấy. Cho nên hôm nay trong cái buổi này thì em cảm thấy là người rất là hạnh phúc và rất là vui được gặp lại các chị, và mong rằng những cuộc họp như thế này gần hơn nữa và sẽ tăng cường thường xuyên hơn nữa, bởi vì thực tế ra mà nói thì cái quỹ thời gian của chúng ta thì rất là ít, bởi vì 30 năm so với cuộc đời một con người ngày xưa, những cái bức ảnh kia thì em tròn 17 tuổi và bức là cái một người trẻ nhất, và bây giờ sau 30 năm mình đã trở thành người bà, nhưng mà nếu 5 năm 10 năm nữa thì có lẽ là cũng rất là ít cơ hội để gặp như thế này. Đâm ra là em nghĩ sau cái buổi này thì em cũng mong mỏi mọi người quan tâm và vui vẻ đến với nhau nhiều hơn nữa. Đấy, cô út của 32 năm